Huấn luyện viên Didier Tholot, Quang Hải hơi vội vàng. Hôm 7 tháng 8, Quang Hải lần đầu đá chính cho Paul ở League 2 khi tiếp đón đi gian Anh chơi hộ công trong sơ đồ 4 2 dưới tiền đạo Mayron Zoff và hai đồng đội đá lệch cánh là Mansboso Mina và Sackler Bolli. Theo thống kê của SofaScore, Quang Hải chạm bóng 22 lần, một lần dứt điểm và một lần tạo cơ hội cho đồng đội đánh đầu. Anh truyền 13 lần và đạt tỷ lệ chính xác chỉ 46%. Tiền vệ tuyển Việt Nam dường như thiếu một chút điểm tính trong cách chơi, dẫn tới truyền sớm và làm lỡ nhịp các đồng đội. Do đó, anh chỉ được chấm điểm 4 trong thang điểm 10. Theo huấn luyện viên của Pau FC, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đáng ra phải xử lý điểm tĩnh hơn trong trận hòa đi gian 0-0 tại vòng 2 giải Ligue 2. Trên tờ Le số ra hôm qua 7 tháng 8, huấn luyện viên Didier Tholot chia sẻ, Quang Hải hơi vội vàng. Điều đó lặp lại hai hay ba lần. Đáng ra cậu ấy có thể phát huy điểm mạnh là cầm bóng, lao vào làm rối loạn hàng thủ đi gian. Trong bài viết nói về khả năng tấn công của Pau FC, tờ báo có trụ sở ở thành phố Pau cho rằng nhóm Barcelona, Quang Hải, Bolly và Jock chưa tìm được sự liên kết trong các pha bóng. Trong đó, Quang Hải dường như bị áp lực phải thể hiện mình trong trận đầu tiên đá chính ở League 2. Tác giả bài viết cho rằng, đây cũng là điều bình thường, và cùng với thời gian, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam sẽ thích ứng, giải quyết được vấn đề này. Quang Hải ký hợp đồng 2 năm với Pau FC, hôm 29 tháng 6, ở trận mở màn mùa giải, anh vào sân ở hiệp 2 vào thời điểm đội bóng đã bị Wing Am 4-0, dù không tạo được khác biệt đáng kể. Quang Hải nhìn chung chơi tốt và được chấm điểm cao nhất trong số các cầu thủ Pau FC. Điều này giúp Quang Hải ghi điểm với huấn luyện viên Tholot, chiếm suất đá chính ở trận đấu với Di Nhìn chung với đội hình toàn tân binh của Pau FC, Quang Hải nói riêng và toàn đội Pau FC nói chung, cần có thời gian để tạo thêm sự gắn kết. Quang Hải cần khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh với kèo trái khéo léo, nhanh nhẹn và những đường chuyền thông minh như anh đã thể hiện ở đội tuyển Việt Nam để có thêm niềm tin từ huấn luyện viên và các đồng đội. Ở vòng 3, Paul FC sẽ làm khách trên sân của Le Havre. Vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 8 giờ Việt Nam, đối thủ này cũng mới giành được một điểm như thầy trò huấn luyện viên Tholot với một trận hòa và một trận thua.